Mình đang mơ hay sao đấy? Gì vậy trời? Em đi đâu? Tôi... Hôm qua có người gây chuyện. Sao bây giờ định bỏ trốn à? Sắp đến giờ làm rồi, tôi phải đi đây. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Em không định đối diện với nó sao? Sắp đến giờ đi làm rồi, tôi phải đi làm đây. Khoan đã. Này, anh làm sao thế? Anh có sao không? Không sao. Mỗi chuyện như thế mà cũng làm không xong à? Cái đồ vô dụng này. Thì lúc đó tự nhiên có tên xông vào đánh tôi tới tấp nên mới vậy đấy. Anh im mồm đi. Rốt cuộc ai là người cứu cô ta không biết nữa. Mọi người nhìn thấy bây giờ. Em sợ mọi người nhìn thấy à? Chuyện đó không phải, nhưng mà bây giờ em mới là của anh rồi, có gì mà phải ngại chứ. Anh lại nhắc đến chuyện đó nữa. Em cứ làm như là cái chuyện ngủ với anh hôm qua ấy. Nó là cái chuyện gì đáng xấu hổ lắm à? Sau này xin cho anh một bầy nhóc nhé. Thôi anh đừng nói nữa, mọi người nghe thấy hết bây giờ. Vậy là tối qua hai người họ đã... Tại sao anh lại làm với em như thế? Cô đừng có mà vội đắc ý. Tôi sẽ không để mất anh ý vào tay cô đâu. Nếu như tôi đã không có được anh ý thì cô cũng đừng hòng. Vâng, tôi đến nơi rồi. Người nhà của Dương sao? Sao tự nhiên buồn ngủ thế nhở? Có chuyện gì cô không nói với tôi ở công ty mà lại hẹn ra đây? Đương nhiên là không phải chuyện công ty, cho nên tôi mới hẹn cô ra đây nói chuyện rồi. Nếu như không phải việc công việc ở công ty ấy, thì tôi và cô không có chuyện gì để nói với nhau cả. Đứng lại đã. Cô đừng tưởng cô là em gái của bạn thân chủ tịch thì tôi sẽ sợ cô. Rất tiếc, tôi không sợ đâu. Chẳng qua là vì tôi nể chủ tịch và nể anh Duy. Từ nay về sau, cô đừng tùy tiện hành động với tôi như thế. Tôi gọi cô ra đây không phải là để gây sự. Vậy cô muốn gì? Tôi thấy là cô với anh Toàn có vẻ rất là thân thiết với nhau. Đã vượt quá ranh giới giữa sếp và nhân viên rồi đấy. Chuyện đó... tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô. Hai người đã ngủ với nhau chưa? Cô hơi quá đáng rồi đấy. Tôi bảo cô này, tôi và anh Toàn chơi thân với nhau từ nhỏ, cho nên là tất cả những chuyện của anh ý tôi đều biết rõ cả. Nên là tôi cảnh cáo cô, đũa mốc ý thì đừng có chòi mâm son. Cô nên nhớ là mây tầng nào thì gặp gió tầng ấy đấy. Mà cô sẽ phải cảm ơn tôi khi mà tôi cho cô biết một bí mật này. Bí mật? Đúng. Cô cứ ngồi xuống đi, tôi sẽ cho cô xem một thứ.
Đây là tất cả những cô gái đã từng ngủ với anh ấy. Tôi bảo này, cô cảm thấy là anh Toàn yêu cô giống như là cái cách mà cô yêu anh ấy à? Cô ngây thơ quá rồi đấy. Đàn ông ý, tất cả những lời mật ngọt, cho dù là nói với ai thì mục đích cũng chỉ là để lên giường với họ thôi. Mà những cô gái ảo tưởng như cô ấy thì lại rất dễ cắn câu. Cho nên tôi khuyên cô này, tốt nhất ý, cô hãy lẳng lặng mà rời đi đi. Đừng có để đến khi những cái bức ảnh như thế này trở thành vết nhơ trong cuộc đời của cô. Đây chính là trò chơi của những người đàn ông giàu có đấy. Em cứ làm như là cái chuyện ngủ với anh hôm qua ấy, nó là cái chuyện gì đã xấu hổ lắm à? Sau này xin cho anh một bài nhóc nhé. Tôi bảo này, cô cảm thấy là anh Toàn yêu cô giống như là cái cách mà cô yêu anh ấy à? Cô ngây thơ quá rồi đấy. Đàn ông ấy, tất cả những lời mật ngọt, cho dù là nói với ai thì mục đích cũng chỉ là để lên giường với họ thôi. Mà những cô gái ảo tưởng như cô ấy thì lại rất dễ cắn câu. Cho nên tôi khuyên cô này, tốt nhất ý, cô hãy lẳng lặng mà rời đi đi. Đừng có để đến khi những cái bức ảnh như thế này trở thành vết nhơ trong cuộc đời của cô. Đây chính là trò chơi của những người đàn ông giàu có đấy. Toàn, tôi buộc lòng phải cho cậu biết sự thật. Theo kết quả giám định, cậu đã bị ung thư tụy. Khối u của cậu đã di căn. Và thời gian kéo dài nhiều nhất bây giờ là 6 tháng. Nói đi. Chủ tịch, anh phải thật bình tĩnh khi nghe tin này ạ. Có chuyện gì vậy? Dương bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện anh ạ. Bệnh viện nào? Tôi đến ngay. Anh là ai? Tôi biết, cậu rất sốc và lo lắng. Tuy nhiên, cô ấy chỉ bị mất ký ức về một khoảng thời gian nhất định trong quá khứ. Có thể trong quá khứ, cô ấy đã phải trải qua một sự việc gì đó rất là đau buồn. Vì thế, não bộ từ chối ghi nhận sự việc này. Không ngờ anh ấy lại là giám đốc của công ty Misa. Số mình thật là may mắn, đi nhờ xe của trai đẹp mà lại còn ga lăng nữa chứ. Em xấu hổ chết đi được, nhưng cũng đáng. Biết đâu sau này mình lại là bạn gái của anh ấy thì sao nhỉ? Lọ lem rồi cũng sẽ gặp được hoàng tử của đời mình. Hôm nay mình đã giúp Tâm xử lý cái tên cha nam xấu xa. Hắn dám bỏ rơi bạn mình với cái thai sao? Mà nhìn rõ là đẹp trai. Thật là tiếc cho một chiếc nhan sắc. Tôi có chuyện gấp, cần gặp cậu. Sau khi Dương tỉnh dậy, hãy đưa con sổ này cho Dương. Và tuyệt đối không được cho cô ấy biết chuyện giữa tôi và cô ấy. Dạ vâng. Tất cả thủ tục, giấy tờ sang tên công ty cho Dương, tôi đã làm xong hết rồi. Cậu cứ nói với cô ấy rằng là do cô ấy tự làm việc tốt và tự mua lại công ty.
Chủ tịch, anh quyết định làm như vậy thật sao? Cậu là người hiểu tôi mà. Tôi tin chắc rằng cậu sẽ biết phải nên làm gì. Dạ vâng, em sẽ cố gắng hết sức anh ạ. Tôi là chủ tịch sao? Dạ đúng, cô là chủ tịch của công ty SVM ạ. Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Mà rõ ràng trước đây tôi là một cô gái nghèo. Mẹ tôi còn bị bệnh, tôi còn phải... Đó là chuyện của 6 tháng trước ạ. Hiện tại thì mẹ chủ tịch đã được điều trị khỏe mạnh. Trong thời gian qua, cô đã cố gắng nỗ lực thăng tiến và đã mua lại toàn bộ cổ phần của công ty SVM và trở thành chủ tịch mới ạ. Thật vậy sao? Nhưng mà sao tôi không nhớ gì hết? Tôi cũng không biết là sẽ phải làm chủ tịch như thế nào. Không sao, tôi là trợ lý của cô. Tôi sẽ giúp đỡ cô hết mình ạ. Có một trợ lý như anh thật là tốt. Nhưng mà trợ lý Hoàng này, cái người mà tôi gặp lúc tôi tỉnh dậy là ai? Tôi cảm thấy rất quen nhưng mà tôi không thể nhớ nổi. Chủ tịch, cô đọc lại cuốn nhật ký này chắc sẽ nhớ ra đấy ạ. Đây đúng là nhật ký của tôi rồi. Sao lại có một số trang bị xé thế này? Có lẽ đó là đoạn ký ức mà cô không muốn nhớ đến, nên cô đã xé đi đấy ạ. Rốt cuộc là ký ức như thế nào mà tại sao tôi lại không muốn nhớ? Làm sao mà tôi biết được ạ? Hay là anh kể cho tôi nghe đi, về 6 tháng ký ức mà tôi không nhớ. Bác sĩ bảo là những ký ức mà cô đã quên thì nên để tự nhiên nhớ lại. Nếu cố gắng nhắc lại thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bây giờ của cô ạ. Có lẽ bác sĩ đã nói đúng. Phần ký ức muốn xóa đi chắc cũng không tốt đẹp gì cả. Giám đốc của công ty Misa sao? Rốt cuộc tiếp theo tôi và anh ấy sẽ như thế nào nhỉ? Cậu nói sao? Nhưng Dương đã từ chối tình cảm của tôi. Cô ấy bảo người cô yêu là cậu chứ không phải là tôi. Như thế là lừa dối Dương đấy. Tôi chính là ký ức mà cô ấy muốn quên nhất. Vậy thì hãy để cho cô ấy có một ký ức khác tốt đẹp hơn là đau khổ với tôi. Chuyện này tôi... Cậu yêu Dương và tôi cũng vậy. Chúng ta đều muốn rằng Dương sẽ hạnh phúc cơ mà. Đúng là như vậy. Nhưng mà còn cậu thì sao? Tôi không sao. Những ngày tháng sau này tôi chỉ muốn được thực sự sống hạnh phúc thôi. Mà cậu là một người tôi tin là có thể làm được điều đó. Toàn, cậu còn bao lâu nữa? Khoảng 5 tháng. Được, tôi nhận lời. Nhưng mà cậu hãy nhớ phải điều trị thật tốt để mau khỏe nhá. Tại sao lúc mình tỉnh dậy, người ở bên cạnh mình lại là tên xấu xa đó? Không lẽ anh ta chính là người gây tai nạn cho mình? Dương, em thấy trong người như nào rồi? Anh Duy. Là anh đây. Thôi, em không sao là tốt rồi. Không sao là ổn rồi. Anh Duy. Em đừng bảo là ký ức của em cũng xóa luôn bạn trai của mình đấy nhá. Bạn trai? Anh là bạn trai của em sao? Ừ, là anh đây.
Lại là anh à? Rốt cuộc anh theo dõi tôi là có mục đích gì? Tôi... Hình như là bài học cũ anh không nhớ đúng không? Mà bây giờ vẫn còn theo dõi tôi. Chủ tịch. Đồ biến thái. Cô dừng lại đi ạ. Trợ lý Hoàng, anh vẫn còn bênh hắn ta à? Hắn ta là một kẻ biến thái xấu xa. Suốt một tháng qua hắn ta đã theo dõi tôi đấy. Dương, em dừng lại đi. Anh cũng bênh vực hắn à? Em đừng bận tâm đến người đó nữa. Còn lại cứ để cho trợ lý Hoàng xử lý đi. Còn bây giờ đi vào công ty đã. Đi. Chủ tịch, sao anh cứ phải tự làm khổ mình thế ạ? Không sao. Anh không sao thật chứ ạ? Hay là anh cứ cho tôi nói thẳng sự thật với cả Dương đi. Không được. Cậu tuyệt đối không được cho Dương biết chuyện này. Anh... Nhưng mà như thế anh sẽ đau lòng hơn đấy. Tại sao anh cứ phải chịu khổ một mình như vậy? Trong khi anh đã hy sinh bao nhiêu thứ vì cô ấy. Tại sao lúc nào anh cũng đối xử tốt với cô ta như thế? Không phải là cô ta không coi anh ra gì hay sao? Tại sao các người lại để anh đi trốn khỏi bệnh viện như thế? Anh ấy mà có chuyện gì xảy ra ấy, tôi không tha cho các người đâu. Anh Toàn, sao anh lại ra đây? Em đừng mắng những người đó, họ đâu có lỗi gì đâu. Giờ này mà anh vẫn còn lo cho họ nữa à? Tại sao hôm đó em lại làm như vậy? Anh nói gì thế? Làm vậy là làm gì? Em cho thuốc ngủ vào nước của anh, rồi cố tình chụp cho bằng được ảnh của anh với cô gái khác. Anh nói thế là sao? Không có chuyện đấy đâu. Anh đã biết hết rồi. Em nghĩ là em có thể một tay che cả bầu trời sao? Ai đã nói chuyện đấy với anh? Anh đã biết tất cả rồi. My này, em thích anh tới vậy sao? Từ nhỏ anh đã bảo vệ che chở em rồi, cho nên anh không phải là anh trai mà anh chính là người em yêu. Lúc đấy em không có cách nào khác cả. Em không thể nào mà nhìn anh với Dương. Còn mày ngốc này, anh đâu có trách em đâu. Anh không giận em à? Anh không. Anh thì không có anh em, người thân cũng chẳng còn nữa. Đối với anh, bây giờ em và Duy là người thân của anh đấy. Anh Toàn, dù sao thì cũng tốt rồi. Cô ấy đã không muốn nhớ đến anh nữa rồi. Giờ này mà anh vẫn còn lo cho cô ta sao? Bây giờ cô ta và anh Duy đã sắp kết hôn rồi, không còn nhớ gì đến anh nữa rồi. Anh biết. My này, em đừng đi theo anh nữa. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới đi. Lựa chọn một tình yêu mới xứng đáng với em hơn. Nếu như mà em còn đi theo anh nữa, anh sẽ cảm thấy khá mệt mỏi đấy. Đến cuối cùng thì anh vẫn chỉ nghĩ về cô ta thôi. Còn em, cả đời này em yêu anh thì sao? Dạo này không thấy hắn ta nữa, cảm giác trống vắng. Nhưng sao mình lại hay nghĩ tới hắn ta chứ? Rõ ràng mình và hắn ta còn chuyện gì đó nữa. Diễm My, tôi có chuyện muốn nói với cô. Anh Toàn không phải là người xấu xa,
anh ấy thực sự yêu cô và làm tất cả vì cô. Tôi rất yêu anh ấy, nhưng tôi biết là tôi không thể ích kỷ với anh ấy như thế. Anh Toàn bị bệnh rất nặng, nhưng mà anh ấy không muốn cô biết về ký ức đó. Anh Toàn! Cho nên đã thay toàn bộ ký ức đó bằng một ký ức mới. Chúng ta chưa từng gặp thì mọi thứ có lẽ tốt hơn. À! Em lại hồn nhiên như ban đầu. Sao lại là cô? Không còn trầm tư vì anh. Nếu chúng ta chưa từng gặp, mỗi đêm về em không thao thức, chẳng còn tuổi thân hay khóc thầm mỗi khi anh. Cái con người này tại sao lại nói dối mình chứ? Anh Toàn! Nếu chẳng từng gieo thương nhớ, tim sẽ chẳng đau, chẳng phải xa nhau. Giá như mình chưa gặp gỡ và mọi thứ chỉ là cơn mơ, những năm tháng qua chợt hóa chưa bao giờ. Chào một ngày mới. Ngoài kia có người sao? Dương. Anh là đồ ngốc à? Cô tới đây làm gì? Em tới đây để nhắc nhở anh, ký ức của mỗi người đều đáng quý, và tất cả những việc xảy ra ở đây là phần ký ức đẹp đẽ nhất mà chúng ta nên giữ. Em đã nhớ lại rồi à? Đúng vậy. Vậy nên ý, anh đừng cố biến em thành một kẻ không biết gì nữa. Có những việc không nên nhớ thì sẽ tốt hơn đấy. Nếu đó là ký ức đẹp ý, thì dù chỉ là một phút hay một giây, em cũng muốn tạo ra để lưu giữ nó. Và em cũng muốn ở bên cạnh anh tất cả những ngày còn lại, dù là ngắn ngủi, thì cũng muốn cùng anh. Anh muốn đưa em theo anh về quê được không? Cũng đã khá lâu rồi anh vẫn chưa về thăm. Tạm rời xa những số buồn nơi này, tạm quên mà lo dài xéo ta bao ngày. Anh muốn đưa em dạo quanh thành mình ngày nắng. Anh muốn cho. Xin chào các bạn, chào các cô, các chú và các bác. Chắc hẳn là tất cả mọi người vừa được xem xong một tập phim rất hay đúng không ạ? Thì ở kênh FM TV ấy, có nhiều lứa tuổi xem quá, nên cháu xin phép được xưng hô là mình cho nó phù hợp ạ. Mình là Toàn Phan. Mình là Chuyên Dương. Và đây là Diễm My và Mạnh Đức. Đó. Bật mí với mọi người một bí mật, đấy là ở ngoài đời hai bạn diễn viên phản diện này rất là đáng yêu và tốt bụng luôn, còn là điểm tựa tinh thần của cả nhóm nữa đấy. Nếu như mà mọi người yêu quý nhóm mình ý, thì có thể kết bạn với từng thành viên qua Facebook ở trong phần mô tả bên dưới nhá. Còn nếu mọi người yêu thích nhóm mình thì rất đơn giản thôi, hãy ấn nút like ở bên dưới nhá. Đó, thì bây giờ mình xin thay mặt cho đội ngũ FM TV muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng mình. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ ạ. Em cùng đi trốn về quê anh ta dùng chung bữa cơm. Bố mẹ anh
chắc sẽ vui lắm. Mong đợi em phải xa mắt ông bà anh suốt ngày cứ nhắc sao.